thú chào anh em nha. À, nhiều anh em hỏi quái thú bây giờ như nào đây, tình trạng của quái thú nha. À, đang nuôi giờ giải để cho nó lấy lại cái bản năng nhé, cái cảm giác đau của nó đây, sau đó mới tham gia các cái giải đấu xe. Bây giờ quái thú cũng có tuổi rồi anh em ơi, chắc chắn là có tuổi thì con chim nó sẽ không bao giờ được như cái thời sung mãn trẻ tuổi của nó, cũng giống như là các cầu thủ bóng đá đấy. Quái thú giờ cái tầm nó giống như Ronaldo ấy nha, có nghĩa là bên kia sườn dốc rồi. Thi đấu đỉnh cao rồi nhá, có cái tuổi lớn rồi nhưng mà phải thi đấu được đỉnh cao. Anh em có nhìn gập chân cũng quá thú rồi, già mà móng vèo qua vèo vế rồi. À, cậu cáo hôm nay ngủ dậy muộn quá nên là không mua được nước đu đủ, hạt đi dược đồng đặc nha. Quả thú món ăn trước mình dùng lưu, năm nay mình cho sử dụng hạt đi dược đồng đặc luôn để chuẩn bị. Bây giờ anh em thấy là nó lông nó là ốp rồi, lại còn ràng lông rồi, cơ thể cũng săn chắc rồi. Mình cho dược mấy ngày hôm nay, 3 ngày mình cho dược nhà một lần để nó lấy lại cảm giác trước. Bây giờ mình chuẩn bị vào tháng nữa là tham gia các cái giải đấu xe rồi coi nhé. Và nếu mà lấy được giải đấu xe ok tương tru rồi thì bắt đầu sự nghiệp chinh phục giấc mơ ô tô, giấc mơ ô tô dành riêng cho quái thú và cũng là dành riêng cho mình thôi. Quái thú đã 2 lần rất con thứ 5 giải ô tô rồi, rất tiếc nha. Và hy vọng lần sau em sẽ mở cửa được cửa ô tô. Anh em nhớ follow kênh của mình nhé. Tới đây chúng mình sẽ highlight trên kênh TikTok và cũng chia sẻ kinh nghiệm cho anh em bằng những cái clip trả lời video nhé. TikTok mình là Hiệp Đồng Nai, Hiệp Đồng Nai không giấu nha anh em, đất liền không giấu. Rồi chào anh em nhé.